bạn tập trung. Rồi, toán thực tế nè. Đề bài cho cái hồ nước nè. Lúc đầu có 200 lít rồi. 200 lít. Được chưa ạ? Người ta dùng một cái máy bơm, một cái ống bơm nè, bơm vào. Đó. Cứ 500 lít, 500 lít là 1 giờ, cứ 1 giờ là 500 lít. Vậy nè, các bạn bị chỗ này các bạn không biết chỗ này hoài nè. 500 lít nè, 1 giờ là 500 lít. 2 giờ là nhiêu ạ? 1000 lít. 3 giờ là bao nhiêu ạ? 3 giờ là 1000 rưỡi lít. Hay nói nôm na là lấy 500 nhân với số giờ. 500, 1 giờ thì nhân 1, 2 giờ thì lấy 500 nhân 2, 3 giờ thì lấy 500 nhân 3, x giờ thì lấy 500 nhân x nha các bạn. X giờ thì lấy 500 nhân x. Vậy đề bài cho câu A, viết công thức tính y. Y là cái lượng nước trong cái hồ đó sẽ trong x giờ thì mình có lúc đầu là bao nhiêu ạ? 200. Sau đó cứ 1 giờ là được 500 lít và mình bơm bao nhiêu ạ? X giờ là x, được chưa? 1 là bạn viết kiểu này, 2 là các bạn viết là 500 nhân x cộng 200. Ok chưa ạ? Rồi, bắt đầu tới câu B, người ta hỏi rằng 4 giờ thì lượng nước trong bể là bao nhiêu? Thì 4 giờ là đây nè, cái chỗ này là chỉ giờ nè, x là giờ. Đó, còn y là lít, đó, lít. Rồi, vậy mình sẽ có x bằng 4 thì mình thế vào vậy, y bằng 500 nhân 4 cộng 200. Vậy bằng bao nhiêu ạ? 2200 lít. 2200 lít này, lít thì chính là bao đơn vị là gì ạ? 2000 decimal khối. Đúng không ạ? Bạn kiểm tra đúng không ạ? Đơn vị lít có phải là lít, một lít là có phải là 1 decimal khối không ạ? Các bạn kiểm tra giúp lỡ. Còn từ đây các bạn đổi qua mét khối. Các bạn chia giúp lỡ 1 1000 nha các bạn. 1000.